Hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu đội xuất phát của idol trong trận đấu ngày nay. Đội hình của các thủ Viettel gồm có thủ môn số 25 Quảng Kế Tài, không chuẩn xác của Văn Hào, cầu thủ cao 1m77. Duy Thường, Tiến Hai pha băng lên và dứt điểm của Trương Tiến Anh. Đó là một tình huống mà Tiến Anh đã lặng lẽ băng lên từ Tiến Hai, xâm nhập vào trong khu vực 16-10 và có một pha bắt vô lê chân phải vào trong chân phải. Cú đáp bóng rất may cho các thủ Cần Thơ là bóng chỉ đi chạy cột dọc khung thành. Cựu cầu thủ của Viettel Thanh Hải khá nguy hiểm, và dứt điểm cầu môn bất ngờ mặc dù cự ly sút là xa. Anh Hải là cầu thủ nhỏ con nhưng có tốc độ chơi bóng nhanh, linh hoạt và có thể chơi ở cả hai bên cánh. Việt Nam có sự hiện diện của Bùi Vĩnh Hào, cầu thủ của Bình Dương, Văn Tùng của Hà Nội FC, Văn Đán của Hà Nội FC, Hồ Thanh Minh của cầu thủ Huế, Mai Xuân Quyết Nam Định và Võ Nguyên Hòa của cầu thủ Phú Yên. Những thông tin mới đây Liên đoàn bóng đá Việt Nam cung cấp, trên 23 tuổi đã được huấn luyện viên Van Sar triệu tập để chuẩn bị cho hành trình bảo vệ huy chương vàng của đội Việt Nam của SEA Games 31. Đó là Hoàng Đức, Hùng Dũng và người còn lại là tiền đạo Tiến Linh. Ở thời điểm đó thì có thể nói là bóng đá Việt Nam thiếu những cầu thủ có hình thể tốt, và bởi vậy cho nên Việt Thắng cùng với Quang Hải và sau này còn có thêm Công Vinh nữa là những tiền đạo luôn luôn đóng vai trò rất quan trọng trong lối chơi và hệ thống thi đấu của huấn luyện viên Calisto ở đội tuyển Việt Nam. Khá nguy hiểm, pha đánh đầu của Khắc Khiêm, một tình huống di chuyển ở vị trí cột 1 và sau đó là một cú đánh đầu lắc bóng về phía sau. Rõ ràng là huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng có lý do để mà vỗ tay hài lòng với pha chơi bóng vừa rồi của các cầu thủ mình. Tình huống mà Khắc Khiêm đã khiến cho các cổ động viên phải thấp thỏm giật mình. Và mở bóng ra biên rất thoáng của Khắc Ngọc, dứt điểm được. Cú sút bằng chân trái của Hữu Thắng. Đó là một tình huống chơi bóng tốt và tự tin của Hữu Thắng. Chúng ta cùng xem lại. Và đi bóng mở không gian để có góc sút và sau đó làm cú dứt điểm không phải vào góc xa khung thành mà lại là một tình huống quạt bóng để đưa bóng đi vào góc gần. Hữu Thắng, Hoàng Đức chuyền bóng, Tiến Anh. Viettel và người ghi bàn đó là Nhâm Mạnh Dũng, phút thứ 39, và Viettel bất ngờ, phải nói là bất ngờ bởi vì tình huống xử lý của Nhâm Mạnh Dũng nó là quá đột biến. Đây là một khoảnh khắc mà tiền đạo của Viettel đã có một pha xử lý có thể là ngoài sự mong đợi. Có lẽ là cho thực hiện lại thì Nhâm Mạnh Dũng cũng chưa chắc đã ghi được bàn thắng, nhưng rõ ràng là trong thể thao nói chung và trong bóng đá nói riêng, người ta cần một khoảnh khắc thăng hoa như vậy. Chúng ta cùng xem lại tình huống pha tung người móc bóng và sau đó là một tình huống bóng đi cuộn vào góc xa khung thành trong sự ngỡ ngàng của thủ thành Ngọc Tuấn.
bàn thắng đến rất bất ngờ đối với các cầu thủ Viettel. Hiệp một của trận đấu đã kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về các cầu thủ Viettel với pha ghi bàn, một tình huống tung người móc bóng của Nhâm Mạnh Dũng ở phút thứ 40. Ở trong hiệp 2 của trận đấu này, các cầu thủ Viettel trong trang phục thi đấu màu đỏ. Tỷ số là 2-0 cho các cầu thủ Viettel. Ngay ở giây thứ 33, Viettel FC đã có được bàn thắng thứ hai để nâng tỷ số lên 2-0. Giây thứ 33 của hiệp 2, tỷ số được nâng lên thành 2-0 và người ghi bàn vẫn là Nhâm Mạnh Dũng. Tình huống tăng tốc của Dương Văn Hào ở hành lang bên phía phải và sau đó là một pha treo bóng ở vị trí cột hai. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Người đã nhả bóng đó là Hữu Thắng. Đây là một trong những bàn thắng có thể nói là dễ dàng nhất trong sự nghiệp của Nhâm Mạnh Dũng. Lại là một pha treo bóng cột hai. Cú sửa bóng rất nắn nót của Hoàng Đức. Ở những phút vừa qua có cảm giác như là các cầu thủ Cần Thơ đã phần nào đó chơi buông bỏ. Hữu Thắng liên tiếp có những tình huống treo bóng rất thuận lợi cho Tiến Anh, đặc biệt là pha treo bóng hướng vị trí ở cột hai. Không có bất kỳ một cầu thủ nào của Cần Thơ đeo bám đối với Tiến Anh trong tình huống bóng đó. Đã có bàn thứ 3 cho các cầu thủ Viettel. Niềm vui của Duy Thường cùng với các đồng đội. Từ 65 và tỷ số được nâng lên thành 3-0. Không cần thiết phải đẩy cao tốc độ của trận đấu. Lúc này đã có được 3 bàn thắng. Mong muốn chơi có thể nói là chậm rãi nhưng mà rất thực dụng trước khung thành. Có thời gian ra sân thi đấu và tích lũy kinh nghiệm. Trong trận đấu này, thủ môn Quang Thế Tài phải có một tình huống vất vả. Người vừa có cú dứt điểm đó là Văn An. Rất đáng tiếc. Nếu như đây là một bàn thắng dành cho các cầu thủ Cần Thơ, có lẽ nó sẽ là một cái kết đẹp cho các cầu thủ Thanh. Thiếu chút nữa là đã có bàn thắng cho Nguyễn Đức Hoàng Minh. Rất đáng tiếc. Chúng ta cùng xem lại tình huống chuyền bóng của Danh Trung và cú tâng bóng của Nguyễn Đức Hoàng Minh. Không phải là Danh Trung mà đó là Văn Hào. Tuy nhiên cú lốp bóng cuối cùng của Hoàng Minh. Đánh đầu. Đây là bàn thắng thứ tư rồi. Bàn thắng thứ tư cho cao thủ Viettel.
pha di chuyển và sau đó là cú gõ đầu của Dương Văn Hào. Không có ai theo kèm Dương Văn Hào trong tình huống mà tiền đạo của Viettel có một pha lùi lại một nhịp và sau đó đúng nghĩa là gõ đầu vào trái bóng đang trên đà lao xuống. Bóng đi vào góc xa khung thành và thêm một lần nữa thủ môn Ngọc Tuấn của Cần Thơ lại phải đứng chôn chân. Đây là lần thứ hai trong trận đấu này các cầu thủ Cần Thơ bị thủng lưới từ những tình huống bóng tĩnh. Danh Trung vẫn là Danh Trung căng ngang, việt vị không, việt vị không có cái căng cờ báo việt vị của trợ lý trọng tài. Cuối cùng thì Hoàng Minh cũng đã có được bàn thắng nhưng anh sẽ phải nhận được thẻ vàng vì đã cởi áo ăn mừng. Tỷ số của trận đấu câu lạc bộ Viettel 5, câu lạc bộ Cần Thơ 0. Chúng ta cùng xem lại công đầu trong bàn thắng vừa rồi thuộc về Danh Trung. Ở tình huống nhả bóng về tuyến 2 của Danh Trung, Sĩ Chiến có lẽ là đã định dứt điểm ngay nhưng cổ chân của anh bị oẻ